Cuối cùng cũng được một đợt mưa cả nhà. Đấy, một đợt mưa là cũng không mưa to lắm nhưng mà gọi là cũng mát cây rồi. Đấy. Đây là vải Thanh Hà nhá. Những cái cây mà em tỉa cho cả nhà xem đấy. Cái cây mà em tỉa cách đây 13 ngày, cái video của em đăng lên 13 ngày đấy. Đấy. Bây giờ là đang ra cả nhà nhá. Đấy, cái video của em 13 ngày trước đấy. Em tỉa em cho cả nhà xem cái cây này đấy. Đấy, tầm này nó bảo nó đang ra nhá. Đây là đợt lộc đầu tiên cả nhà đang ra. Sau cái đợt mưa này nó sẽ có thể là nó ra rất nhanh cả nhà. Thì trời vẫn đang báo nhá, vẫn đang báo mưa, vẫn đang báo có mưa. Đấy. Cái đợt mưa nó xuống nó có độ ẩm ấy, hút nước lên ấy, nó sẽ rất nhanh rồi cả nhà. Đấy, cái đợt lộc em tỉa cách đây 13 hôm đấy cả nhà nhá. Những cây này đấy thì một là em sẽ lấy một đợt này với lại một đợt sau nữa có thể là em sẽ không lấy và có thể sẽ lấy, nó cũng tùy theo thời tiết nhé cả nhà nhé. Đấy, nhưng mà mình lấy thế nào lấy, nó phải lấy như năm nay ấy thì nó lập đông vào 24 tháng 9 đấy, cả nhà. Thì cây vải Thanh Hà ấy, thì cây vải Thanh Hà với lại cây vải u ấy cả nhà, một số các bác làm vải u ấy thì vải u nó cũng chênh lệch với Thanh Hà khoảng độ tầm 10 ngày 5 ngày thôi đấy. Ví dụ vải u thì các bác khoanh trước vải Thanh Hà khoảng độ tầm 10 ngày hoặc là 5 ngày nha cả nhà nhá. Đấy, thì đến Thanh Hà thì cái vải Thanh Hà đấy khoanh trước vải muộn nó rơi tầm 10 ngày hoặc 5 ngày, nó cũng chỉ tầm đấy. Ví dụ như năm nay nó rơi vào 24 tháng 9 là lập đông cả nhà nhá. 24 tháng 9 lập đông thì khoanh làm thế nào ấy, khoanh trước lập đông 10 ngày và sau lập đông 10 ngày thì những cây này nó sẽ rơi vào Thanh Hà, mình sẽ khoanh vào trong năm nay ấy, sẽ khoanh vào tháng 9 sẽ khoanh vào khoảng là tầm 10 năm cả nhà. Bắt đầu là 15 tháng 9 là bắt đầu khoanh được rồi. Đấy. Thì cả nhà đón lộc ấy, đón sao tầm này ấy cả nhà. Thì đợi mãi có mưa, cả nhà làm thế nào cho nó hợp lý nhá. Đấy. Nó đang ra, nhìn bây giờ thế này thôi, nó đang ra nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà đón lộc sao cho hợp lý nhá, không để một là để muộn quá, hai là để sâu nó ngậm. Đấy. Là bỏ bê là nó sẽ không kịp nhá cả nhà nhá. Đấy, nó sẽ không kịp đâu. Đấy, do mình tính thôi. Còn cái Thanh Hà nhà em tỉa ấy, thì em không tỉa như của các bác là bị chặt vào sâu là nó bị trụi nhá. Của em nó để nó vẫn 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 có lá già này. Đấy, nó ra được một đợt là nó lại nhìn là nó khá sum xê ở đấy, nhưng mà được thêm đợt nữa là nó cũng có gọi là khá là đẹp rồi. Liệu mình có lấy thêm một đợt ba nữa thôi. Đấy. Đây là đợt bột nhá cả nhà nhá. Đấy. Liệu mình có lấy thêm một đợt nữa không? Còn do mình tính nhá cả nhà nhá. Nếu mà lấy lộc ấy thì nó cũng đơn giản thôi, nếu mà biết lấy thì nó đơn giản thôi. Tận dụng lấy lộc thì nó đơn giản, còn không biết lấy ấy thì nó rất là lâu cả nhà. Đấy. Nếu mà muốn lấy lộc nhanh ấy thì có nhiều biện pháp đơn giản thôi, nhưng mà mình còn tính cái thời gian nhá. Thì hôm nay nó rơi vào 14 cả nhà, 14 này. Thì 14 em cứ tính như vậy đi. Hôm nay là 14 tháng 6 này, 14 tháng 7 này. Gọi là 14 tháng 7 này, 14 tháng 8 này, 14 tháng 9 này. Là 3 tháng nữa là bắt đầu mình khoanh nhá cả nhà nhá. 3 tháng nữa là bắt đầu khoanh Thanh Hà. Đấy, cả nhà tính thì như cái đợt lộc này này, đợt lộc nó đang ra đây. Đấy, đợt lộc này đang ra đây thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm muốn ra nhanh ấy, nó cũng phải tầm 15 ngày. Đấy, coi như là hết tháng 6 nhá cả nhà nhá.
coi như hết tháng 6 là được lứa lọc này. Lứa lọc này coi như hết tháng 6 thì qua tháng 7 thì nó già ấy. Qua tháng 6 thì nó cũng phải rơi vào tầm 10 năm. 10 năm tháng 7. Nếu mà bác nào muốn lấy nhanh ấy, 15 tháng 7 là các bác là phải tác động một ít gì đấy thì nó mới ra nảy lọc được. Một là phun, hai là tác động tưới. Tưới xong là các bác cho ăn một ít. Đấy, ăn vừa thôi, ăn một ít để đủ lấy lọc thôi. Đấy. Có thể tác động là tầm 15 tháng 7. 15 tháng 7 nó ra đến cuối tháng 7, đầu tháng 8. Đầu tháng 8 thì nó mới bắt đầu là gọi là tầm 2, tầm mùng 10 đi, tầm mùng 10 thì bắt đầu ra. Mùng 10 tháng 8 thì bắt đầu ra thì đến cuối tháng 8 đi, bắt đầu cả nhà mới lấy đến tháng 9 là cả nhà không kịp mấy nha cả nhà nhá. Cả nhà xem là nó không kịp mấy. Đấy. Nó tầm đấy là không kịp. Nếu mà nó còn do cái lứa lộc cơ, lứa lộc của nó ra khỏe thì nó đủ nhanh, còn nó ra yếu thì nó lại lứa sau nó lại lấy dễ hơn. Đấy cả nhà. Nó còn tùy nhá. Đấy, em thì lộc đến đâu thì em làm và em sẽ bảo cả nhà làm đến đấy. Cứ từ từ thôi cả nhà. Thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà biết lấy ấy, thì mình sẽ tác động một là tưới này, hai là mình sẽ dùng bon lá ép cả nhà nhá, để lọc nó giả nhanh và lấy rất nhanh. Nếu mà các bác biết dùng bon lá đấy thì những cái lọc như những cái lọc này đi, bây giờ em chưa dùng thôi, đấy em để vấn đề tự nhiên. Như lọc này em chỉ dùng bon lá trong vòng một tuần là già như thế này luôn. Đấy, già như thế này luôn. Như cái này biết dùng này. Đấy, như cái lọc mới ra này, em quay như cái lọc vừa nãy đây, như cái lọc này đi. Đấy, như cái lọc này cả nhà biết dùng bon lá nha. Chỉ trong vòng một tuần là cả nhà sẽ như thế này rồi. Đấy. Thì hôm nay là 14, thì một tuần nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng 20 đây, lọc thế này rồi. Thì các bác để tự nhiên ấy, nó ủ trong vòng khoảng độ tầm qua tháng 7 đi, đầu tháng 7 kiểu gì nó cũng nứt. Đấy, cả nhà tác động một chút là đạm hoặc là phân Việt Nhật chẳng hạn. Đấy, cả nhà dùng thêm ít bon lá phun phát nữa là nó ra ngay nhá. Đấy, nếu mà muốn làm nhanh thì nó ra ngay, nhưng mà nó ép như vậy đến lúc ép đợt 2, đến lúc mình ép đợt 3 là nó không chuẩn cả nhà, nó làm khó. Đấy, em khuyên cả nhà là như vậy. Bây giờ mình làm lọc 2 này, mình làm từ từ thôi. Đấy, đến lúc là sàm lọc 3 đấy, là mình ép phát cuối cùng ấy, là mình làm để cho nó cái lọc mà nó cái lọc này này, để mình lấy quả ấy, mình lấy cái lọc ấy tốt hơn lọc 2. Đấy cả nhà. Cái lọc lấy quả ấy, bắt buộc phải lấy lọc tốt thì quả mới tốt được. Còn lọc 2 ấy, thì mình để từ từ đã, để xem cái đợt lọc đầu tiên này nó như thế nào đã, để xong rồi mình mới lấy cái đợt lọc đón hoa được. Đấy cả nhà nhá. Đấy, hôm nay thì em lên nói chuyện với cả nhà như vậy thôi, thì nó cũng được cơn mưa rất là ok nha cả nhà nhá. Đấy, cả nhà vào xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để có động lực em sẽ làm những cái video tiếp theo để cho cả nhà tham khảo. Đấy, như những cây là em bắt chắc nhá, những cái cây này là em bắt chắc nhá, 100% sang năm là em bắt chắc những cây này sai. Đấy, các bác cứ xem video của em làm đi, từ bây giờ làm đi, những bác vào đăng ký xem sau ấy, hay là những cái bác đã đăng ký trước rồi. Đấy, em mới làm video đấy. Nhiều bác vào cứ nói em là như năm nay sai đi, em đi bán đi. Đấy, được những cái quả em làm ấy, hoa ra đẹp sai quả đấy. Đấy, cả nhà nói em là mèo mù vơ cá rán này. Đấy, nói phép là gặp thời. Đấy, đấy, em sẽ làm cho cả nhà tiếp tục là sang năm lượng quả và sai, và em sẽ chăm nó và đủ độ đạt em sẽ đi bán như thế nào, để các bác nói em là mèo mù vơ cá rán với lại nói phép gặp thời nhá. Đấy, các bác vào xem và các bác cứ đăng ký đi. Đấy, các bác cứ tìm hiểu dần dần rồi các bác sẽ làm được như em. Và những cái vườn vải của các bác, cái đất đẹp tốt ấy,
có thể là nó sẽ đẹp hơn cái vải của em gấp 1-2 lần đấy. Đấy, em làm có thể là vườn của em nó quả ăn lâu ngày, nó đất nó sẽ cằn, và các bác làm tiếp theo sau ấy, quả nó sẽ đẹp hơn quả của em nhá, em dám khẳng định như vậy. Đấy rồi, ok em, chào cả nhà nhá.